thái một người chỉ 48 cành thì ăn có no không trời? Tôi đây, muội sẽ dẫn mọi người đến trải nghiệm món này nha. Đây là quán lẩu Johan nằm ngay con đường ăn uống quận 10 đối diện với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Muội đi hơi trễ nhưng quán vẫn còn khá đông, full tầng trệt luôn. Nên là quyết định lê lên lầu 1 khám phá thử. Ở trên này còn to và thoáng hơn nhiều. Có cả ban công để nhìn xuống đường nữa. Về nước chấm và dụng cụ ăn uống thì khách hàng tự phục vụ. Có hai loại, một là muối tiêu xanh, hai là nước mắm nha cả nhà. Muội đi 4 người nên gọi thử một combo 2 người và 2 cái lẩu 1 người. Nồi sẽ bao gồm tận 9 loại topping với rau nấm và một phần bún hoặc mì. Mà ở đây chỉ có duy nhất một loại nước lẩu thái thôi nha bà con. À, vì là lẩu 1 người nên quán cũng sử dụng bếp điện mini cho từng phần luôn. Giờ thì nổi lửa lên và chiến thử thôi. Cảm nhận đầu tiên về nước lẩu thì muội thấy chua chua cay cay theo kiểu Thái, nhưng hơi nhạt một tí do muội ăn mặn. À, chỉ cần thêm một muỗng mắm ớt vô nữa là vừa vậy liền. Trong cái combo 2 người có bao gồm thêm một phần topping, một phần nấm và 2 ly nước. Muội sẽ chia đều ra cho 4 đứa luôn, không thôi tụi nó la làng. Người ta có để cả chén để mình gắp ra ăn nhưng mà thôi, muội ăn trong đây luôn cho nó lẹ. Topping mỗi thứ một loại, muội thấy ăn vừa đủ không bị ngán. Điểm đặc biệt là đi ăn với đám bạn mỗi đứa một nồi đỡ xảy ra cái vụ giành nhau ăn. Vừa ăn vừa uống chỉ hơn 60 cành không một đứa. À, cái bụng thằng bạn như kiểu đã đủ.